Em Hoàng Chủ chợ Tô Quang Linh xin chào quý các bạn. Hôm nay em xin phép lên sóng cho anh chị và các bạn một con xe sedan rất là đẹp, đời vừa phải, giá tiền cũng vừa phải, mang thương hiệu của Toyota. Đó là con Toyota Altis, được sản xuất năm 2012, phiên bản số tự động, máy 1.8, mang nước sơn màu vàng cát. Xe cực đẹp anh chị nhá, xe cực đẹp luôn. Biển Quảng Ninh 14A 688854, Toyota Altis 1.8 bản G màu vàng cát. Con này hiện tại bên em đang chào bán với giá là 439 triệu đồng, hỗ trợ bao rút hồ sơ cho khách hàng, bớt chút xăng xe lộc lá cũng như đi lại cho anh chị, để anh chị có thể là vào tên con xe. Đấy, vậy anh chị là quan tâm về con xe này, alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0705 141414, và đến trực tiếp thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để có thể xem xe cũng như đi thử em nó và rước em nó về. Em đang đi một vòng cho anh chị xem về form dáng cũng như sơn si của nó. Form dáng này rất là cân đối, sơn si bóng bẩy rất là mượt mắt anh chị nhá. Xe cực đẹp luôn, không có lỗi nào cả. Đấy, bên em bán xe cam kết với hàng rằng xe không ngập nước, không tai nạn nặng hay là máy móc còn nguyên zin, tùy theo đời xe. Ví dụ đời thấp thì máy móc nó cũng phải sửa chữa dọn dẹp rồi thì mới đi được. Còn đời cao, đời đẹp thì máy móc còn nguyên zin nhá. Ví dụ như con này thì nguyên zin hết từ Hán Z nhá. Xe thì trang bị 4 la răng đúc, xi nhan tích hợp trên gương, được trang bị thêm vè che mưa. Đăng kiểm thì con này còn đến tháng 1 năm 2023. Hai cặp đèn pha cực kỳ sáng, form dáng cực kỳ cân đối, rất là đẹp luôn. Giá tiền chỉ trên 400 triệu thôi. Sự lựa chọn rất hợp lý anh chị nhá. Là răng này, là răng đúc này. Rất là đẹp, sắt sát một chút này. Còn lại rất là đẹp luôn. 2012 là răng còn khá là đẹp nhá. Lốp lác thì con này cũng khá là mòn rồi, còn tầm 8% lốp nữa. Nói chung là anh chị đi lại xe con thì đi lại tầm 2-3 năm nó vô tư, có điều kiện để thay lốp mới cũng được, chú yên tâm. Cô lốp tròn trịa, không có bục, không có rách gì cả, không ngan gì, sắt xi còn nguyên. Về phần gầm này, gầm bệ sáng, không hoen gì, dầu mỡ. Đấy, sắt xi đẹp anh chị nhá, rất là đẹp luôn. Của lốp sau, là răng đằng sau còn đẹp mướt, gần như không sứt sát một tí gì cơ này. Đằng sau như không một tí sơn si nào bị sứt này. Tất cả tay nắm cửa đã úp mạ chrome, bình nắp bình xăng úp mạ chrome để tránh sứt sát này. Nội thất trong xe nguyên bản 2020. Đấy, đi từ tắp bi nhá. Tắp bi thì nhựa của nó còn khá là mới và đẹp, nhựa khá mới. Ốp ba tay được sơn tĩnh điện màu vân gỗ, bốn kính chỉnh điện, khóa kính, khóa cửa. Này, đây là gương chỉnh điện cụp xòe đầy đủ luôn. Ghế lái ghế điện nhá, ghế lái là ghế điện. Sàn được bọc da trải thảm. Này, chân nỉ nguyên bản theo xe, có tất cả các đèn trần đầy đủ, che nắng che mưa. Ghế của nó chỉ nhăn nheo thôi nhưng không rách nhá. Còn rất là tươi, rất là tươi luôn. Vô lăng 4 chấu tích hợp còi túi khí và chế độ rảnh tay. Chị nhìn vô lăng đẹp xuất sắc không? Đẹp xuất sắc luôn. Em sẽ khởi động mà đèn lên chị này. Đấy, đài lổ luôn. Xe chạy 70.622 cây Odo nhá. Nó chạy ít nó còn đẹp thế mà. Đây tất cả các tắp lô, tắp bi này. Đây là tắp lô trước này. Rất là đẹp và được trải một tấm cách nhiệt, có màn hình tích hợp cam nùi. Cam nùi con này có hai cảm biến đít nhá, có cảm biến này sau, hộp số zig zag, có cả cấp số thể thao cộng trừ, sơn tĩnh điện vân gỗ, những cái chi tiết này khá đẹp. Tạm biệt cánh cửa lái bên này, không có tí sát sát nào chị nha. Bẹ thì tay phanh tay,
tất cả chi tiết rất là đẹp và sáng. Nội thất con xe này phải nói là rất là tươi, rất đẹp. Đây, bảo dưỡng định kỳ, thay dầu đàng hoàng luôn, đầy đủ. Hàng ghế sau, hàng ghế sau đẹp hơn hàng ghế trước, bởi vì là rất ít người ngồi luôn, không rách dưới gì, xe rất là sạch sẽ nha, tươi. Tắp bi cánh cửa sau đẹp. Đây em xem đến phần cốp này, con này mà cốp đây, cốp dòng trong xe đàn nó rất là sâu nhá, rất là sâu, rộng, rất sạch sẽ này, trải thảm rất sạch sẽ luôn, cực đẹp cốp, cốp này, đây cái lắp ít cốp này, Zinet keo chỉ còn nguyên, ốc ác còn nguyên, thảm còn nguyên, không va quẹt đâm đụng gì, hai cái rãnh nước, không đâm va, đèn rất là sáng, lốp sơ cua ở dưới, đây, lốp sơ cua, kích lốp, các phụ tùng theo xe. Đây chị có thể nhìn cái sàn sau này, cái sàn này sáng, không có tí mục mọt hay gì nhá. Cái này mà kém ở dưới gầm lên thì nó sẽ mục mọt lên tận trên này. Này gõ này, bằng tanh, đanh luôn. Đấy, rất là đẹp. Sơ cua la răng mới tinh, sơ cua cũng hạ rồi nhưng mà la răng mới tinh. Đấy. Tiến tới về phần nắp capo và phần máy. Lắp capo cực kỳ cân đối, đẹp. Đây, lắp capo nó đây, rất cân đối, đẹp. Chữ Toro là dập chìm, lỗ tròn, lỗ dẹt, tem mác đầy đủ nguyên, keo chỉ không mất một phần. Đây, theo 5 tháng nó bị lứt 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 keo này anh chị này, nhưng mà không mất tí keo chỉ này nha. Hộp tai đèn này, cụ giảm sóc này, đầu răng phía trước này, to đẹp, vuông thành sắc cạnh, không đâm va, không biến dạng. Máy móc đang hoạt động, đang đổ rất là êm. Dòng Toyota thì máy lổ thầm thì ví như chó thở cũng đúng thôi, cứ thở phào, thở như ngủ ngủ ấy. Phanh ABS, ốc bệ chân máy, máy móc nguyên zin 2012 nha, zin hết nhá, zin hết luôn, cam kết khách hàng máy zin, không ngập nước, không tai nạn, không đâm va. Va quẹt nhẹ nhẹ tí thì ông chị không tính anh chị nhá, chứ ông nói thì không va, không va quẹt thì hơi điêu tí. Bởi vì em không phải là chủ xe, va quẹt xuất sắc đến những ba là sốc linh tinh này thì không tránh được, nhất là với những đời xe nó sâu sâu rồi, 22 15 rồi. Thế nhưng với tổng thể con xe này cực đẹp, cam kết với anh chị luôn. Cực đẹp, máy số nguyên zin. Chạy rất ít, tổng thành xe cực đẹp, cực đều. Toyota Altis 2012, phiên bản số tự động, máy 1.8, màu vàng cát, biển Quảng Ninh. Bên em đang chào bán với giá là 439 triệu đồng. Hỗ trợ bao rút hồ sơ cho khách hàng, bớt chút xăng xe độc lá như đi lại cho anh chị. Và anh chị là quan tâm mẹ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0705 141414, và đến trực tiếp thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Kia là biểu tượng thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Và tắt bút để có thể xem xe trực tiếp và cũng như tham khảo những mẫu xe bên em nữa. Vâng, em xin chào lại anh chị tại video khác, về những con xe khác chất lượng hơn. Anh chị nào chưa đăng ký kênh cho em thì hãy đăng ký ủng hộ em anh chị nhé. Vừa ủng hộ em được và cũng vừa để tham khảo theo dõi tất cả những mẫu xe mới nhất khi em đăng tải ngày ngày lên nhé anh chị nhé. Em xin chào lại anh chị tại video khác và con xe khác chất lượng hơn.